kính chào ông bà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê Mang Giang nha. Hôm nay con có nhận được số tiền của anh giấu tên ở bên Na Uy có ủng hộ cho bà con nghèo ở xã Bình Thạnh là 20 bao lì xì. Bao lì xì là 500 ngàn để mà cho bà con nghèo ăn Tết. Thì bây giờ hai cháu con sẽ chuẩn bị đi trao bao lì xì. Thì em cũng gửi lời cảm ơn đến anh, chúc anh với lại gia đình của mình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, vạn sự kỹ tường. Rồi bây giờ hai cháu mình sẽ đi trao bao lì xì nha. Xin phép cả nhà và cả nhà đi cùng với mình nha. Rồi. Giờ hay cháu mình tới nhà của bà Tư Hương nha. Thì ông đã mất rồi, bà đi gửi đi ở lần quán để mà nuôi người con bị tâm thần. Bây giờ mình sẽ tới mình trao bao lì xì cho bà nha. Em mời cả nhà đi cùng với mình. Mặt đá vậy con, ai đây? Trời, đi xuống. Bà Tư quá. Trước nó đàng hoàng con, trước. Bà có đi rửa ly không bà? Có, rửa ly đó, với chùa nồi, quét nhà cho người ta, ta cho tiền mình về nuôi nó cô. Đó vậy hả? Nè nè, bà ngồi giỏng đi, bà ngồi giỏng đi bà. Dạ. Dạ. Rồi bà đi rửa ly rồi đó, người ta trả cho bà nhiêu tiền? Người ta trả mà 30 ngàn, chứ mình quét nhà, rồi bữa củi, rồi thêm trẻ, thêm ra lượng 120 ngàn về nuôi nó. Tóc bạc, rồi bà, nào, dạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sáu mấy tuổi rồi, rồi nuôi người con. Dạ. Có con mà nó có chồng vợ rồi, vợ chồng nó tôi ăn riêng rồi tôi mần tôi nuôi nó đó, chứ không ai nuôi chứ. Dạ, mình nên bà một tay bà. Dạ. Đi làm đi mần gà mà nuôi thêm đứa cháu nội nữa. Rồi mẹ nó bỏ rồi, cha nó có vợ khác rồi, tôi nuôi nó mà tôi nuôi nó với thằng đó luôn đó. Rồi bà gửi liên ngày nhiêu? Mà mình rửa buổi mua tan chợ mình về 10 giờ đó là được 30 ngàn, với cua trẻ củi rồi quét nhà luôn được 100 mấy ngàn vậy đó hả? Dạ, mình dồn lại đó được 100 mấy rồi về nuôi mua cá mắm được cho nó ăn. Dạ. Nó ăn cái ngon nè, chứ cái dở mua nó không chịu ăn, nó chê á, nó khùng mà đâu ăn đủ thứ. Anh bị hồi nhỏ lớn hả? Nhỏ hồi nhỏ lớn đó, trong bụng mẹ lọt ra đó là tôi trị bệnh nó đủ thứ chứ không hết. Cho nó ăn cái dẫn nó sợ nó mất xương, mất cổ. Mất cổ anh lần rồi tôi thấy vậy thôi, tôi đi mần tôi mua con cá lóc là 40 ngàn về cho nó ăn không đó. Đi vô. Thôi trả tiền đi ngồi, trả tiền đi ngồi. Con bao lì xì cho. Ủa? Tắm chưa được hả? Dạ chưa. Nè trả tiền cho bà đi. Hôm nay con tới đây để mà thay mặt anh ở bên Na Uy trao bao lì xì cho nhà của bà Tư nha. Là ba là 500 ngàn. Dạ. Con chúc bà Tư là dồi dào sức khỏe. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Bà Tư nói cảm ơn anh. Bà Tư nha. Chú em. Dạ chú em đi, cảm ơn. Dạ. Rồi. Dạ xin phép bà Tư con đi nha bà Tư. Chúc cho bà Tư năm mới nha, dồi dào sức khỏe nha, an khang thịnh vượng. Dạ. Bye. Mình tới nhà của bé Tú nha, thì bé Tú bị tim bẩm sinh, giờ mình sẽ tới mình trao bao lì xì cho bé nha. Đi đi đường trên này nè con. Đi đường trên này. Ủa tính bài hả? Dạ. Được, cũng có cái cầu đi lên. Dạ con chào bà. Dạ. Em ơi. Kìa. Dạ. Giỏi quá, chị kìa kẹp với mít thôi nha. Con cảm ơn cô. Nay chị tới chị trao bao lì xì cho em nha, chịu không? Dạ, mấy con mừng. Chịu không? Em có thích không? Thích hả? Ba với mẹ đâu? Cha mẹ đi nhà mời, dễ thương quá à. Ở nhà với nội. Ở nhà với bà nội, bà là bà nội của bé hả bà? Dạ. Đi học cái tôi đi rước tới giờ đó cô. Rồi ba với mẹ nó chừng nào mới về? Chiều mới về, làm rồi chiều mới về. Chiều mai nó bên xưởng. À vậy hả? Còn nhỏ học lớp 3 dưới nữa. Dạ. Còn bé là bé bị tim bẩm sinh từ nhỏ. Hồi hồi bụng mẹ sinh ra tới giờ. Bà nuôi nhà nuôi 4-5 đứa đó, chuyện trên chuyện dưới. Dưới bà già nữa. Vậy là nuôi bà mẹ già bên đây nữa hả? Dạ. Rồi cháu nữa. Dạ 6 đứa. 6 đứa cháu. 4 đứa, một đứa nuôi trên cái chi. Dạ. Đi học rồi tới bữa cơm về với đứa thằng cậu ăn xong rồi kêu nó ngủ rồi chiều đúng giờ cái cho nó đi nữa, đi 2 giờ cái vô học, thằng này nè 2 giờ là vô học buổi chiều.
Dạ. Học ngày 2 buổi thằng đau tim nè. Trên trường có nên nó đau tim á. Học đến đi cô giáo là không dám. Cô giáo cưng lắm, không dám nói thằng. Bà con cưng tú dữ lắm. Dạ. Con không dám nói gì nó trơn á. Thì bây giờ dạ, thì bây giờ ba mẹ của bé không có nhà thì thôi con trao bao lì xì cho bà đi ha. Dạ. Bà giữ cho bé. Đưa mẹ đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn mấy cô tới đây mà cho cháu tôi được vậy tôi cũng ơn ba cô luôn. Dạ. 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 Không mua đồ Tết chưa? Chưa gì hết. Chưa hả? Chưa sắm đồ Tết hả? Còn uống sữa đó. Tháng 3 uống sữa đó. Dạ. Uống sữa nha, uống sữa nha. Và bây giờ là chị thay mặt anh Minh Na Uy trao bao lì xì cho em. Và có gì em đưa lại cho bà nha. Hứa cô bao lì xì 500 ngàn. Lại đi. Ăn cơm nhiều, ăn cơm nhiều. Hứa với cô đi. Thành Tài cảm ơn chú đi con. Cảm ơn chú. Thành Tài cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Gặp đầu chú. Rồi cảm ơn con. Chị chúc thôi bà giữ cho cháu nha. Dạ, dạ. Cắt lại cho nó chị dạ, dạ. Nó về cái mua cho nó thùng sữa. Mừng lắm cô ơi. Dạ dạ. Thôi vậy thôi. Ở trên sân trời ta cho một chục cái gạo nên chạy ra. Chị ơi chị có gạo ăn rồi chị ơi. Mình có gạo nóng rồi chị ơi. Mình nói thấy chú hút mắt. Chính tư nói trời ơi thấy nhỏ ôm chục cái gạo lôi vô. Bởi vì nhà đó mới nói ông chồng bởi xuống mắt. Vậy bơm ôm cho nó chục cái gạo. Nó phe với chị nữa ha. Dạ nó kêu chị ơi lâu tiếp với em. Có nấu ăn rồi chị, có nấu ăn rồi. Có gạo nấu ăn đó hả? Có xuống nước mắt, bỏ đi. Thấy tụi vậy hả? Mừng có gạo. Vậy sao? Dạ. Tại em đợi tới nhà cho ăn chục cái gạo, cái chị ghét ra ôm vô. Ôm không nổi, kêu chị nó ra tiếp. Dạ, chị dạ. Ơi ra tiếp em, có gạo nấu rồi chị ơi. Có gạo có ăn lì xì con thích không? Có gạo ăn rồi. Con mừng không? Nói con thích, con mừng. Nói lớn lên. Dạ. Cô giáo mới ngồi im ru hả? Giáo học ngoan nha con. Dạ. Giỏi, dạ. Dạ, vậy thôi con xin phép bác. Dạ, cảm ơn cô nha. Cô về nha con. Chị về nha, bye bye. Dạ. Rồi. Hai dì cháu mình tới nhà của bé Mỹ Duyên nha. Thì ba với mẹ bé đã mất rồi. Bé ở nhà với lại ông bà ngoại. Hiện tại thì bé đang học lớp 11. Bây giờ mình sẽ vô nhà mình trao bao lì xì cho bé nha. Nay bà Tư có đi hái ớt không mà thấy bé phơi ớt cơ ta? Hình như là bà Tư đi hái ớt nè. Về bà phơi ớt. Phơi ớt. Này chắc ớt rụng hư quá vậy nè, bà lụm về bà. Dạ bà phơi. Duyên ơi! Dạ không? Chuẩn bị đi học hết hả? Dạ. Dạ. Ông ngoại, bà ngoại đó hết rồi? Dạ, ông ngoại với lò bà ngoại đi hái ớt. Hái ớt ở đâu? Dạ, ở bên cùng châu, bên kia. Vậy hả? Dạ. Ông ngoại cái này không làm lò sấy nữa sao? Dạ, ông ngoại làm. Còn bà ngoại thì đi hái ớt ha? Dạ. Mấy giờ con mới đi? Dạ, 11. Dạ, 11 giờ. Vậy là gần tới giờ con đi rồi đó hả? Dạ. Thì cương thi xong chưa? Dạ rồi. Rồi có kết quả chưa? Dạ có rồi. Được hẹn mấy được loại gì? Dạ trung bình bị cản môn toán với môn tiếng Anh. Cản môn toán môn tiếng Anh à? Rồi cương có không có đi học thêm không? Ở trong trường có bắt đi học phụ đạo gì không? Không, trong trường không có bắt học thêm. Môn toán với môn tiếng Anh hai môn nó khó. Đúng rồi, cương năm nay là lớp 11 rồi đúng không? Dạ. Rồi con không có đi học thêm hả? Dạ không. Lý do là sao mà mình không đi học? Dạ tốn tiền bà ngoại lắm. Đi học thêm vậy là phải đóng bao nhiêu tiền? Dạ là 300.000 một tháng. 300.000 một tháng à? Mà học có một môn hay là sao? Dạ một môn một bậc. Một môn 300.000 một tháng. Dạ. Mà học ở trong trường xa nữa đúng không? Dạ phải lại nhà giáo viên nữa. Lại nhà cô nhà thầy học. Dạ. Là nhà cô nhà thầy là cũng ở trong trường Cần Đăng luôn hay là? Dạ ở trong Cần Đăng luôn. Rồi là mỗi ngày là cứ đi học mà sáng đi rồi chiều về hay là có nếu mà có đi học là sáng với chiều. Cứ học buổi sáng hay buổi chiều? Dạ học buổi sáng. Buổi sáng hả? Dạ. Sáng đi rồi chiều rồi học có học thêm cái gì nữa không? Dạ học chiều thể dục. Là học trái buổi. Trái buổi. Rồi bữa nay thì ông Tư bà Tư là đi bà Tư thì đi hát ớt còn ông Tư thì vô ca hả? Dạ. Cưng chuẩn bị đi học. Dạ. Thôi vậy gắng cố gắng đi học nha. Cố gắng đi rồi có điều kiện thì mình học thêm sẽ tốt hơn. Tại năm nay lớp 11 rồi đúng không? Dạ. Sang năm nó 12 rồi. Càng ngày nó càng khó, cái nó cao á. Ừ. Rồi.
Nay chị Ngọc tới đây thay mặt anh bên Na Uy trao bao lì xì cho bé Duyên nha. Để mà bé Duyên sắm sửa đồ Tết. Bé Duyên sắm đồ Tết chưa? Dạ chưa. Chưa nữa hả? Này, nào, bao lì xì 500 ngàn. Đó, bây giờ bé Duyên gửi lời cảm ơn đến anh đi. Dạ, em cảm ơn anh đã gửi cho em để mua đồ Tết. Rồi, vậy thôi chị Ngọc chúc bé Duyên mới học giỏi nha. Dạ. Rồi, cố gắng. Rồi, vậy thôi chị Ngọc về nha. Dạ. Vậy thôi con đi học đi nha. Dạ, tới giờ đi học. Hai dì cháu mình tới nhà của anh Quách nha. Thì được biết là gia đình của anh cũng rất là khó khăn. Bây giờ mình sẽ tới mình trao bao lì xì cho nhà anh nha. Anh ở nhà với vợ và hai người con, hai đứa con. Dì vô. Anh mới tới. Hello, hai bé. Mẹ đâu con? Mẹ đâu? Mẹ đi làm rồi. Mẹ đi làm rồi. Mẹ đi làm rồi hả? Dạ, xem cái mic ở đây. Cưng cưng có hai đứa đó hả? Dạ. Vậy hả? Rồi con bé này mấy tuổi? Dạ 2 tuổi. Rồi con bé này? Bé này 4 tuổi. Vậy hả? Tuổi 4 tuổi hai bé. À. Dễ thương quá. Ngồi chị đâu anh? Dạ dạ em đi làm. Đi làm rồi hả? Chị làm ở đâu anh? Dạ làm bên công ty, bên khu công nghiệp. Vậy hả? Vậy là sáng chỉ đi rồi chiều mới về hay sao? Dạ chiều về. Dạ. Có bữa thì tăng ca tới tối tới khuya mới về. Dạ, rồi anh ở nhà anh trông hai đứa hả? Rồi cơm nước rồi quần áo giặt giũ. Cơm nước ai nấu cho hai đứa anh? Dạ em nấu rồi em làm hết luôn. Vậy hả? Dạ. Dạ là xem rồi. Rồi chỉ đi làm mà anh giữ con rồi anh có đi làm thêm gì kiếm tiền không? Dạ có. Ban đêm thì vợ em về thì em đi shop. Shop kiếm tiền ha. Dạ. Chứ em thấy làm ở công ty lương cũng không có nhiều. Thì gia đình của mình, anh có sống chung với cha mẹ không? Dạ, ba em mất rồi, còn mẹ em thì đi làm xa. Dạ. Ở nhà có hai vợ chồng ạ. Dạ. Con tên gì? Con tên gì? Ba mẹ có sắm đồ Tết cho con chưa? Sắm đồ Tết cho con chưa? Hả? Không biết rồi. Không biết. Nó không có đi nhà trẻ hả cưng? Dạ không. Vậy là em nhà em giữ được hả? Tại còn bé nhỏ nữa, gửi nó thì tội quá. Gửi, bắt gửi hai đứa. Gửi hai đứa mới đi làm được, mà gửi nó tội quá. Rồi anh nhà anh giữ nó. Nó có uống sữa không anh? Có, hai đứa đều uống hết trơn không? Sữa bịch mình. Dạ, sữa bịch đó. Rồi anh sắm đồ Tết gì cho em chưa? Thì chưa. Rồi, hôm nay em tới đây để hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của mình á. Rồi thứ nhất, thứ hai là em thay mặt anh bên Na Uy cho bao lì xì cho nhà mình nha. Là 500 ngàn, nè em gửi cho anh. Để mà sắm sửa mua đồ Tết cho bé trong nhà. Dạ, anh nói gửi lời cảm ơn đến anh là được. Anh gì? Kêu bằng anh được rồi, anh giấu tên. Anh được rồi, anh nói tên. Cảm ơn anh và chúc anh một câu gì đó. Cảm ơn anh, chúc anh năm mới vui vẻ. Rồi, vậy được rồi. Rồi, vậy em cũng chúc gia đình mình năm mới an khang thịnh vượng nha. Dạ, sự phát tài. Em cảm ơn. Rồi, em xin phép anh em về. Dạ. Cô về nha, bye bye. Dạ, thôi chị về luôn nha cơ. Dạ. Cả nhà ơi, mình tới nhà của bà Ba Tả nha. Thì năm nay bà cũng 92 tuổi rồi. Bà sức khỏe của bà già đó bị lẫn. Bà ở nhà với lại người con 65 tuổi nuôi bà. Giờ mình sẽ tới mình cho bà lì xì. Dạ, chào bà chú. Chào chú bà mới tới. Cảm ơn mấy cô. Mấy cô đến đây thiệt là lì xì cho bà già. Tôi không biết nói sao giờ. Cảm ơn mấy cô, tôi không biết nói sao giờ. Dạ, con chỉ thay mặt anh ở bên Na Uy thôi. Dạ. Dạ, để tới đây để hỏi thăm sức khỏe. Bà năm nay bà cũng chín mấy tuổi không? Dạ, 92 tuổi, Tết bà. Tết là 93. Dạ, dạ. Dạ, rồi bà sức khỏe của bà sao? Là bà bây giờ bà nằm trong đâu vậy mà chưa có sức cố vậy, chưa có sức cố là vậy chứ. Dạ. Rồi bà có ăn uống gì được không? Có ăn bữa chén cơm cô. Ăn cơm bình thường. Bình thường. Rồi ngủ bà có ngủ thì bà ngủ bằng đêm ha, là nói chung ha.
trời này mình lạnh mình cũng mệt đó, mà bà ngủ nằm gì không à, mà đắp mền bả, tôi đắp rồi ba gà đắp ba rồi thì tôi vô bụng thì bả dở một bó cút rồi, bả dở mà nó cút toàn lên mà mình làm gì không nè, thế mà nghiệp lắm, mà rồi thì hè mà đắp mền bả bắp mở ra, đắp lại bả dở ra, dạ, rồi thế bà đứt ruột tôi làm con làm sao giờ, dạ bà là có mấy người con ông là không đàn tôi đó, dễ hả, dạ. Không là anh ông, dạ, thì ông đi mần là ông nuôi bà. À, bị có thằng con bằng công ty, có thằng Mậu Hòa, thằng Úc đi bằng công ty bên Hòa nè. Dạ. Dạ. Bằng công ty lần này cũng không mệt, có bị gì công ty bị được Covid nè. Dạ. Ra tháng không được nhiều, được 3-4 triệu, 3-4 triệu à. Còn dạ. lúc trưa thì tháng 6 triệu. Dạ. Bây giờ từ hồi bị Covid giờ tháng có 4 triệu, 3 triệu mấy. Rồi nhà tôi với bà này đó, thì ông Hà nặng nó dữ lắm cô. Dạ. Cá món thì ăn là lạc vậy, không có là tiếng dịch cũng tới vậy. Dạ. Dạ. Tụi bà cũng lớn tuổi rồi nhưng mà bị lẫn. Dạ, bà dạ. Lẫn dữ lắm cô, chưa dạ. Quậy gì lắm. Dạ, rồi ông nhắn chăm sóc cho bà, dạ, ông nhớ giữ gìn sức khỏe dạ, nhau. Dạ, con thay mặt anh ở bên Uy thì trao bao lì xì cho bà. Dạ. Bây giờ con cho ông đi nha. Dạ, dạ để ông mua đồ ăn đồ uống dạ, cho bà là bao lì xì 500 ngàn. Cảm ơn bà cô. Y trợ tôi không biết như là quá quý rồi. Dạ. Rồi cái này của anh chứ lòng nhiều lắm. Dạ. 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 Rồi vậy con dạ. Xin phép ông công nha. Dạ. 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 Con gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tới bà. Dạ. 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 Hơn không thôi chứ không gì. Dạ. Dạ. Dạ bà ơi. Trời ơi hỏi tôi kiếp tôi không biết. À, thì hồi nãy hai dì cháu mình có tới nhà của con kêu bằng cô Lon đi. Cô Lon dạ, tới nhà của cô Lon để tìm cô Lon cho bao lì xì. Mà nhà cô Lon đóng cửa rồi thì trong xóm có chỉ là cô Lon rửa chén ở đằng chợ Thành Hòa nè. Giờ mình sẽ chạy tới ra chợ Thành Hòa để cho bao lì xì cho cô. À, bây giờ mình mời cả nhà đi cùng với mình nha. Chị Lon này thì có tật cái chân nha cả nhà. Chị có tật cái chân nhỏ lớn. Dạ, chào dạ. Cô. Ủa? Chị rửa chưa xong hả chị? Dạ, rửa cái này mới là xong rồi. Xong rồi hả? Dạ. Chị lên đây ngồi đi, em mời chị lên đây ngồi đi. Rồi, cô qua đây ngồi đi cô. Chị cứ mít đây cho cô nha. Chị ngồi đây đi chị. Cô ngồi đây đi cô. Này, chị rửa chén ở quán cơm hả? Dạ. Dạ hả? Dạ, rửa chén ở quán cơm. Chị em được kêu mặn được kêu kiếm ít chục ngàn, được cá mắm ăn. Vậy hả? Dạ. Bây giờ chị làm xong chưa? Dạ, cũng làm xong rồi, còn giặt ra rồi, còn giặt mấy phôi lao nữa là xong rồi. Vậy hả? Dạ. Vậy là mình rửa xong mình phải đem ra đó mình phơi hả? Dạ, đem ra đó phơi là thế. Mấy giờ chị lại rửa? 8 giờ 8 mấy. Rồi mấy giờ mới xong? Chừng tiếng ngoài 2 tiếng. Vậy đó. Vậy hả? Rồi bao nhiêu tiền chị? Dạ, chừng 50 ngàn. Khoảng 50 ngàn hả? Ừ. Vậy. Rồi hôm bữa em nghe nói chị bệnh đó, rồi bữa nay hết chưa? Cũng đỡ đỡ rồi, cũng còn. Còn bệnh chứ rồi thì bớt thì đi mặn chứ phụ tiếp chồng con tan chứ cũng dán mặn chứ phía sau giờ cũng ho cảm gì đó dạ chị ơi thôi bây giờ mình cố gắng giữ gìn sức khỏe đi rồi thiệt hết bệnh rồi mình hả làm lại không mấy mình xin nghỉ thêm vài ngày đi. Nghe chắc không được tại vì cô Hạnh á người không có ai rửa hết trơn. Mình nghĩ không có ai thấy mình á. Chỉ là cái thay thế bắt đầu cái người ta nhảy cho mặn nữa thì bắt đầu cái mình đỡ mặn đó thì cũng cũng có nghiệp cho người ta. Ừ. Thì gan cái nồi cơm của mình vậy đó. Nồi cơm mình đang nấu ăn vậy thì qua người ta nhảy vô tan thì sao mà ai cho ăn. Như mướn người khác á thì ta mướn luôn đúng không? Đúng rồi. Mình mất việc. Còn cô Hạnh mà cứ cho người ta nghỉ đó, thì cũng có nghiệp cho người ta nữa. Mình vô mặn cũng có nghiệp cho người ta. Rồi thà mặn bớt rồi lỡ tiếp. Đó, chị em mà tiếp qua tiếp lỡ vậy đó. Tiếp đó. Rồi con kiếm mất 1 ngàn, con có mua cá mắm mà ăn được cũng được. Dạ. Chị, hôm nay em tới em thăm chị ha. Dạ. Sau đó thì
bé Ngọc nó sẽ thay mặt cái anh này bên nội trao bao lì xì cho chị nha. Cầm Ngọc cái bao này chưa có bỏ tiền vô. Ủa giặt cái gì á? Hồi nãy hay cháu không có lại nhà mà thấy dạ. Nhà cô đóng cửa. Dạ, tại vì chỉ là cô. Dạ, chỉ là cô ở đây. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ con tới đây để thay mặt anh bên Naui trao bao lì xì cho cô nha. Dạ. Thì bao lì xì là 500.000. Dạ. Cảm ơn nha cô với chị. Nói cảm ơn anh được rồi. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh tên gì? Tên gì? Giấu tên, anh giấu tên. Cảm ơn anh là dạ, được. Cảm ơn anh ủng hộ cho em lì xì quà Tết 500.000. Cảm ơn nhiều. Dạ, rồi. Thì con cũng chúc cho cô với lại gia đình và sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Xin phép cô con về cô. Dạ. Dạ. Chị cứ làm công việc tiếp với chị nha. Dạ. Rồi. Xin phép chị. Dạ. 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 Cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Dạ, giờ mình tới nhà của bé Tiên nha. Thì ba mẹ bé Tiên là đi bán vé số nào bây giờ. Trong lúc lao động thì ba bé Tiên bị cục cánh tay ở dưới lò sấy đúng không Tâm? Tai nạn lao động. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ tới nhà mình trao bao lì xì cho bé Tiên nha. Mời cả nhà đi cùng với mình. Dạ. Nhớ đâu mới tới. Hello bé Tiên. Ủa mấy đứa chuẩn bị đi học cái gì vậy? Tiên mở cái đèn lên con, đèn ở đâu? À, chị cứ cho mở đèn con. Mấy đứa lại đợi bé Tiên đi học hả? Dạ. Chú Châu có đi bán không? Có. Anh chú Châu ngồi xuống đi. Đi bán hả? Đi bán ở đâu chú? Bán cảng đó, cảng khu công nghiệp đó. Sáng đi bán hả? Rồi chiều đi bán tiếp. Cái này đi bán nữa. Cái này đi bán nữa về ăn cơm, nước cơm, cho bé Tiên. Dạ, Tiên thì chiều đi học buổi chiều hả Tiên? Dạ. Rồi là lúc mà chú Châu bị tai nạn gì là lâu chưa chú? Năm nay 10 năm rồi. Năm nay là 10 năm rồi. Dạ. Rồi con kêu bằng gì ta? Thím. Thím ở đi rồi. Đi bán ở 36 vòng vòng ở đây. Ở vậy hả? Chị bán vòng vòng ở đây rồi thầy chú với thím đi bán. Ừ, đi bán nhà cũng đi bán. Không bán đi tiền đọc sách. Dạ. Yeah. Đi học có rồi. Bé Tiên ơi. Tiên đi học thi xong rồi đúng không? Rồi đi học. Học gắng cố gắng học thì là giỏi nha. Để phụ tiếp ba với mẹ nghe không? Có kết quả chưa con? Có kết quả thi chưa? Lộ gì? Sao rồi? Lộ khá hả? Khá không? Cố gắng lên mình lên lộ giỏi nha. Cố gắng là xuất sắc luôn, giỏi xuất sắc luôn nha. Đó, cái đó là cái kệ học của em á hả? Rồi. Này chú Châu thiết kế cho đó hả hay là tự làm? Bà nội đó làm. Này miếng dán buộc lên hả? Miếng dán buộc lên nè. Treo hai cọng này cọng dây mùng. Cọng dây mùng treo lên đây cho em đi học nè, sách vở của em nè. Cái này phải được tập. Cái tủ nó lịch sự hơn ha. Cái tủ thì khoảng triệu mấy hả? Triệu mấy? Màu đất sét. Tủ mà có học luôn để đỡ có ổ phá rồi luôn là khoảng 1.6 triệu. Hôm bữa tắm hỏi 1.6 triệu. 1.6 triệu. Là có bàn ngồi học luôn. Có tủ luôn nè. Cái tủ không đừng á. Sách vở thôi. Không có cái ghế nha. Cái tủ là nó có cái học phá là để sách vở luôn. Rồi cái bàn mình viết luôn. Nó có cái mặt kiến nữa. Cái đồng hồ đó. Luôn. 1.6 triệu. Ghế mình mua riêng. Dạ. Dạ. Hôm nay con tới đây để hỏi thăm sức khỏe gia đình của mình, để hỏi thăm tình hình học tập của bé Tiên. Thì con thay mặt anh ở bên Naui, anh giấu tên, trao bao lì xì cho gia đình là 500.000. Dạ. Con gửi cho sức con nha. Và bé Tiên con sống được Tết chưa? Dạ. Rồi. Châu gửi lời cảm ơn đến anh. Đúng rồi, Châu. Gửi lời cảm ơn anh thật nhiều. Cảm ơn. Bé Tiên nói gửi lời cảm ơn chú đi. Dạ, chắc chú sống 200 tuổi, vui vẻ cùng gia đình. Hay quá ta. Rồi, vậy thôi con sẽ phép chú Châu đi nha. Dạ. Giờ mình tới nhà của bà Tư cả nhà ơi. Bà Tư là không có gia đình nha. Bà Tư ăn chay trường từ nhỏ tới lớn. Bà Tư năm nay cũng ngoài 68 tuổi rồi. Thì mình sẽ tới mình trao bao lì xì cho bà nha.
Bà Tư mới tới. À. Tư khỏe không bà Tư? Cũng đỡ khỏe. Được hai cái giò đi không được. Đi đây nè, hôm qua đi chợ mua thuốc. Trời ơi, có con chuông ba cho, có giang khúc. Còn về ngăn gán lậu tới nhà chị Sáu nghỉ mệt. Rồi đi chi đi rồi chi đê. Cái gì tới bữa nay nó đừ luôn. Nó đau cái này nè. Dạ. À, đau khớp xương. Người già. Dạ, biết uống biết nhiều uống nói cũng vậy à. Bà Tư ăn cơm chưa? Ăn rồi, mới ăn rồi. Dạ, nó ăn bà Tư mua ăn cơm với gì? Ăn gì với Tương? Với Tương. Ừ, với đồ đũa xào. Đi rồi đó với nước Tương. Tay bị vậy? Chỗ hoài vậy, lâu lâu chỗ. Dạ. Chỗ gần giò cẳng tay chân. Ủa vậy? Chỗ là nó bầm vậy đó hả? Ừ, chỗ bầm vậy. Ngộ hả? Bộ anh kia nữa. Chứ không phải gì là nhỏ nè. Là sao? Không. Nó chỗ già rồi, nó chỗ gì đó. Rồi cái lặn lặn chỗ nữa. Rồi nó có bị nhức đau vậy? Không. Có cái tay sao nó đau, còn cỏ dọn đó, giường đó cái đau. Cái mua thuốc uống, nó đỡ bóp, dầu được cái nọ. Còn hỏi gì nữa không? Hỏi cái gì tư chừng nào có chồng? Có. Nhưng mà điều nói vậy chứ nói giỡn với dì Tư thôi. Chứ hôm nay á thì con tới thăm dì Tư. Thì sau đó thì bé Ngọc nó thay mặt cho cái anh binh nội y á tới trao bao lì xì cho dì Tư nha. Vậy bao lì xì là 500.000. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Chú em được rồi. Chú em đó. Tôi cảm ơn chú em đó. Bà cho tôi lì xì ăn Tết. Chị cảm ơn. Rồi. Nè bà Tư nhận nha. Ngọc chúc bà Tư luôn đi. Dạ, năm mới con kính chúc bà Tư là giờ sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. An khang thịnh vượng nha. Rồi. Rồi vậy con xin phép bà Tư con về. Mẹ về cho Tư ơi. Đây lấy này. Hello, xin chào cả nhà, xin chào ông bà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê Mang Giang nha. Thì hôm nay mình tới nhà của ông Ba Tuấn, ông năm nay là 72 tuổi. Thì con của ông cũng mới vừa bị tai nạn. Giờ mình sẽ tới mình trao bao lì xì nha, cho ông và hỏi thăm sức khỏe ông nha. Mời cả nhà đi cùng với mình. Dạ con chào cô. Dạ. Ngay cầu thang bước lên nhà xong rồi. Siêu quá. Dạ ông cứ ngồi đó đi ông. Dạ. Làm con mời ông xuống dưới này ngồi đi nha. Dạ, ông ngồi đâu? Rồi ông ngồi lên đây cho khỏe. Đây là cái cầu thang đi lên nhà của con cả cái bước. Ông ba nè cả nhà ơi. Cầu thang không được nguyên dạng á. Buộc dây rồi lại. Ngồi xuống đây. Con tin gì? Chị tắt quạt giùm em đi chị. Nó hú. Con tin ngào. Dạ. Con tin ngào. Dạ. Dạ. Cô mời cô ngồi đi nè, cô ngồi kế ông đi. Dạ. Đây là ông ba. Dạ ba ruột em. Dạ. Này là con. Em là gái. Dạ. Cô là con của ông ba. Dạ. Ông năm nay cũng lớn tuổi lắm. Dạ. Ông dạ. Ông bị gì vậy? Ông bị gút. Bị gút. Dạ. Lâu chưa vậy? Bà ông cũng một lâu rồi, mười mấy năm rồi đó. Mấy năm. Có đi bác sĩ, có đi bệnh viện. Có đi bác sĩ rồi khám đợt đó, ông đau không bị giật cũng té luôn đó. Dạ. Là bệnh viện ba lần rồi. Dạ. Ông đau hoài à chị ơi. Dạ. Mà ông ở mình hên nữa. Nhà mình có sổ hộ nghèo không? Ba có sổ hộ nghèo. Dạ. Không có sổ. Dạ. Rồi mình đi xuống với bệnh viện đó là mình lãnh thuốc, mình uống hàng tháng không? Ông lãnh thuốc nửa tháng hoặc cả tháng mà ông đau mấy trận đó. Vì vô trung huyện, rồi xuống oxy, ông đau bất tử đó chị. Dạ. Rồi ở nhà mình là ai làm, cô là lao động chính hay gì cô? Không, em có chồng rồi, ổng bây giờ ổng ở mình lên vậy đó. Tự nhiên lâu lâu em đi xuống thăm ba vậy đó, chở nhỏ theo, đi xuống thăm. Ủa vậy ai nuôi? Không có ai, giờ cũng như con cái thì đi mặn xứ xa lâu lâu mới về đó chị. Lâu lâu mới về, có đám tiệc không hoặc Tết mới có về, chứ không có về thường. Vậy rồi chị tới chỉ chăm ông rồi chị đi về bên chồng hả? Dạ. Ông rồi là ông ở nhà mình. Dạ ba ông ở mình. Và cơm nước rồi. Cơm nước thì tự em lâu lâu qua cũng như giặt vũ đó ông ba. Rồi như cơm nước thì có khi ông ăn nấu tự ông ăn. Chị kêu em bé này bằng tên được rồi chứ nó còn nhỏ nữa. Con còn nhỏ. Ừ. Dạ. Ở đây là con của chị hả? Dạ nhỏ nhỏ em đó. Vậy đó hả? Dạ. Rồi mỗi lần qua chăm sóc ông thì cũng phải đẹp nó theo chứ giờ bỏ nhà đâu có ai đâu chị. Không ai giữ chứ.
Là ông có mấy người con à? Mà em tới 6 người. Dạ. Rồi cái cô mà cái người mà bị tai nạn là cái người tai nạn là người thứ tư. À. Có chồng ở Mân Châu đi vô đồng số 1. Dạ. Rồi bị sao nữa? Cô? Đi mặn đó, mặn đông lạnh rồi xe chạy ra chắc tối đó rồi có hai nhỏ nó đung. Nó đung mình gãy giò đây nè. Nhảy giò ngay chỗ gần gần đầu gối mới chuyển đi chữa gãy. Dạ. Chuyển chữa gãy rồi sức khỏe mở. Bây giờ sao? Chỉ giờ chỉ không có ăn uống thì chỉ ngọn cổ. Cơm nước đó thì thằng nhỏ đâu cũng học lớp 2, lớp 3 thì nấu cơm. Đó. Thì đi bò nhích tới nhích luôn chứ không có đi được nữa. Rồi hiện tại chị đó, chị về nhà chưa hay là chị không? Ở nhà rồi, chị về nhà. Rồi mời tới thuốc tới khám. Mời tới tái khám, chỉ là chỉ đi tái khám. Là chị nói là chỉ sống với đứa con học lớp 2 vậy đó hả? Lớp 2, lớp 3 gì đó, còn chồng đi bằng xứ xa rồi. Chứ không có ở đây, nó chồng đi bằng hộ đâu ngoài thành phố. Thành phố. Đi với hai đứa con. Cảnh cũng khổ nữa chị ơi, chỉ lên ca mổ không có tiền. Để đi phiên góp mà chữ thập đỏ với người này người kia cho tôi lên ca mổ. Chứ không có tiền, cảnh cũng khổ. Thôi đi để em sắp xếp về bữa nào em vô em thăm chị. Dạ. Vậy có thăm cũng như cho hai gửi đầu cái máy điện cho chị hai chị đấu. Còn chị ra đấu cho chị cũng đâu đi được, chị nhích đường mua cặp tó đó, chị cũng chưa có tập được nữa. Dạ. Rồi, đây thì hôm nay tới con tới đây để hỏi thăm sức khỏe của ông, cái hoàn cảnh gia đình của mình. Còn đây là cái con thay mặt anh bên nơi lì xì tiền Tết là 500.000. Đây bao lì xì con gửi cho ông nha. Dạ. Dạ. Ba người thôi. À, ông nói gửi lời cảm ơn tới chú em. Chú em. Con nhỏ tuổi. Dạ. Chú em nào nó tên gì đó. Dạ. 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 Vậy con cũng kính chúc ông là năm mới dồi dào sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Chúc mấy con vậy cũng dễ mới. Dạ. Vậy thôi con xin phép ông con đi nha. Rồi con về ông ơi. Dạ. Dạ con xin con về. Dạ. Cả nhà ơi, thì bây giờ mình tới nhà của cháu Ngọc nha. Cháu thì được 6 tháng rưỡi tuổi. Thì cháu cũng chuẩn bị mổ tim lần thứ 3 nha. Bây giờ mình tới mình trao bao lì xì cho cháu nha. Nhà ở đây giữa đồng luôn ha. Chị chào ba. Chào cô. Ba con mời ba ra đây nha. Bà con lại đây đi ba. Bà ngồi đi ba. Ủa là ai trực tiếp nuôi bé? Chị hả? Chị chứ không phải bà ha? Không, cái này là bà nội. Vậy hả? Bà ngoại bà nội của mẹ nó. Bà nội của cháu Ngọc hả? Bà nội của mẹ con Ngọc. Mẹ Ngọc hả? Là bà cô. Vậy là Ngọc kêu bằng tới bà cô đúng không? Đúng rồi. Mẹ nó là cháu tôi. Cháu nội. Rồi ba mẹ của đứa bé này đâu? Bỏ lúc nó 3 ngày á tới giờ đó. Bà nội nuôi tới giờ là 6 tháng rưỡi rồi. Bây giờ thì đi mổ tim chiếc này không có tiền. Rồi giờ xin ta được 3 triệu, giờ thiếu 2 triệu nữa. Thiếu 2 triệu rồi đóng vô tiền tạm ứng đó, còn tiền ăn chưa tính. Ở trên bắt nuôi nó nửa tháng 20 ngày nó mới xuất viện. Rồi giờ phải ở nuôi phải tiền tả, tiền sữa. Rồi giờ ổng mặn không được nữa. Giờ không biết tiền đâu mà lo đây nè. Mà ba mẹ nó làm sao mà bỏ? Thì nó bệnh nhiều quá thì cha mẹ không có khả năng thì nó bỏ. Thì nó bỏ nó cho người ta thì thấy chị không nổi thì ôm nuôi nè. Ôm nuôi bây giờ cũng khổ muốn chết luôn nè. Rồi ba mẹ của cháu Ngọc này nè, đứa bé này nè là lớn tuổi không? Có mẹ nó 17 tuổi, cha nó 21. Bây giờ nó bỏ nó cũng không liên lạc tới mà cũng không nhìn nhận gì tới hết trơn. Không về thăm luôn hả? Không. Thì cũng nói nó về đó rồi nó cũng không xuống thăm luôn. Trời ơi, nhỏ thấy cưng vậy mà nghĩ sao mà toàn ơi nhìn giờ kìa. Bây giờ ta xin ra làm giấy. Vậy hả? Dạ, rồi đi xin làm giấy cho chuyển tiếng đó, ta mới lên chở mình đỡ tiền xe, tiền cộ nữa lên ta tính. Chứ giờ khổ quá trời luôn rồi.
Tại bé mới có 6 tháng rưỡi thì bên bảo hiểm nó sẽ thanh toán. Không có điểm cái. Chứ sao? Đâu mổ lên ca mổ là bảo hiểm nó chưa tiền thuốc, tiền men đồ cái này kia. Lên ca mổ là bác sĩ tư vấn cho mình á, là khi lên ca mổ là kéo bọng này kia là bên bác sĩ. Rồi còn á, nếu mà thuốc men mà nếu mà trong cái bảo hiểm á là người ta mới thanh. Còn ngoài bảo hiểm là tự mình lo. Tự mình lo hả? Mình mua thuốc có khi mua là một tháng cũng 2-3 triệu á. Tại vì một cái chai thuốc nó 300 có, rồi 360 có. Rồi một như là nó đưa nguyên cái to là 3-4 mà thứ á là 300 mấy 400 mấy. Rồi có khi cho mình có tiền nữa. Rồi người ta thấy gì ta ở bệnh viện người ta cho mấy người nuôi bệnh á, ta cũng cho phụ tiếp. Chứ là ổng đâu có tiền đâu, ổng gửi lên. Ông bằng đó ngày 220 mà ổng đi hết ăn uống hết 50 ngàn, còn cho anh 7. Rồi về cái lớp nào cháu ngoại này nữa. Đứa bé này là kêu chị bằng cái gì? Bằng bà nội. Bà nội hả? Thiện trai chị đó. Chị sao? Rồi cái này thì bên bà ngoại nó, ông ngoại nó. Thì xin giấy nhà bên nọ đi. Bên ngoại sống đây nuôi. Chưa bên đây chưa tiếp gì. Chưa tiếp gì luôn hả? Bởi vì mới cũng bên nội bên ngoại cũng khổ muốn chết luôn. Ông ngoại thì không có vợ, rồi nuôi bà già nó nè. Vậy đó hả? Rồi có tiền đâu mà nuôi. Có tiền đâu mà cho. Nhìn thấy đã gì đâu mấy cha ơi. Hồi lúc mà nó xuất viện về nó có 2 ký mấy à, 2 ký 9, 3 ký à. Vậy đó hả? Dạ. Ôi ôi nhìn kìa thấy cưng không? Giờ hoàn cảnh người nào bên nội bên ngoại gì cũng khổ quá trơn. Rồi hiện tại là đứa bé này là nó bị cái gì? Nó bị tim, mà bây giờ là nó bị hồi đó thì nó bị hẹp đường máu á, nên phải nông sen mổ nông sen vô, gắn sen vô. Đặt sen vô. Rồi sao nữa? Đặt sen vô rồi được đâu tuần lễ thì cái sen nó bị hẹp. Rồi nông sen ra nữa. Nông sen ra bây giờ nó mới được gì. Rồi bây giờ là nếu mà cái sen đó nó, nếu nó quá lố á thì là bé nó tím mình. Rồi bây giờ bác sĩ kêu mình là phải lo tiền đặng cho nó mổ tim. Chứ không thôi là nó phổi nó bị lây qua, nó bị viêm hoài với cuốn họng nó bị viêm khí quản hoài không hết được. Trời, mới có mấy tháng tuổi mà bệnh nhiều dữ hả? Dạ. Bởi vậy mẹ nó đâu có nuôi được, bởi vậy nó mới bỏ. Cái ba mẹ của bé này làm gì? Bây giờ cũng không biết làm gì nữa, mỗi lần ba nó làm gạch đó, tháng cũng được 2-3 triệu. Mà giờ cũng không biết còn không nữa, tại vì mấy tháng nay không có liên lạc nó được gì chứ. Không liên lạc rồi cho nên cũng không biết gì không luôn biết hả? Luôn. Đây là hồ sơ bệnh án của bé đó hả? Hồ sơ bệnh án tóm tắt. Còn cái này là bệnh đủ thứ ở trong đây nè. Bác sĩ ghi cho mình đó. Cái nội chú mình ở đây nè, cái chẩn đoán đó. Cái này là ở đâu đây? Ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Bệnh viện Nhi Đồng á. Bệnh viện Nhi Đồng thành phố. Dạ. Yeah. Đây nè. Đây cái chẩn đoán đây nè cả nhà ơi. Nhiễm trùng sơ sinh, rồi viêm phổi. Rồi cái gì nữa hả? Mền sụm thanh quản nữa. Ừ. Nó đủ thứ chứ. Cái này ba cái hồ sơ này là mấy kêu cô kêu giữ lại tới nó lớn luôn đó. Vậy đó hả? Dạ. Yeah. Chàng ơi, vậy là cái này ba hồ sơ đặng làm giấy đặng xin tiền ta. Này lớn tới đâu là tốn tiền đến đó. À. Rồi cái này là giấy ra viện hồi nào hả chị? Mới đây. Mới đây hả? À. 30 rồi á. Vậy hả? Dạ. Vậy bây giờ bác sĩ là kêu mình bây giờ chuyển lên chảnh nữa hả? Lo tiền mới chuyển lên được. Là chi phí mình đi chứ bây giờ là với tiền tạm ứng vô bệnh viện là bây giờ mình còn thiếu nhiêu? Còn thiếu như bây giờ là tạm ứng vô chổng là 5 triệu đó. Rồi còn tiền xe tiền cổ chưa tính, chưa lo được tiền xe tiền ăn uống gì chứ. Vậy đó hả? Dạ. Trời, cái đó xin 3 triệu quá. Đó là ba cho xin 3 triệu đó là nhỏ em nó xin ở trên thành phố. Xin mấy cô bên mà chùa đó, trong chùa mấy cô làm từ thiện đó. Rồi dạ. Cho vài trăm vậy đó. Bây dạ. Giờ có được 3 triệu rồi nó kêu bây giờ bà kiếm hỏi nợ người ta hỏi gì nữa, giờ thiếu nợ quá trời. Nội ra trả tiền lời ta tới tháng chưa đóng nữa, giờ tới gần tới tháng nữa, mùng 9 tới tháng nữa. Vậy đó hả? Thì hỏi nó không là mà nội không là mười mấy 20 triệu rồi đó.
Rồi giờ bắt đóng tiền lời, rồi giờ ổng nghỉ mặn nữa thì có tiền đâu. Ông xã chị làm gì? Ổng mặn hồ ở trên từ ở Kiên Giang chạy ra ngoài An Giang ở chỗ Bình Hòa đó, khu công nghiệp á. Vậy đó hả? Thì ngày có 220 đó thì chạy từ đi bằng điên về là 140 cây. Rồi ông sáng thì ông ăn ông đa na cây muối tiêu đó ăn chứ không ăn rau gác, đâu có ai ở nhà đâu mua rau gác ăn. Rồi đem chai nước suối đó theo rồi đổ nước vô rồi ăn là làm. Thì cũng vì con vì cháu này mình gán, ông gán chứ giờ ông có muốn gã gục tôi cũng muốn gã gục luôn. Thà là mình không thấy thấy nó gì làm sao bỏ được đúng thì không chị? Thì bởi vậy đó mà cũng có người xin, người ta xin 70 triệu cho 70 triệu á. Vậy đó hả? Mới tháng gọi đi chụp CT á. Tại vì bác sĩ nói nó có cái đầu vấn đề mà như CT nó không có gì chứ. Mỗi lần mà lên ca rồi cái cho được. Lên ca rồi chứ mà kêu nè kêu mà mình ký giấy cam kết đó là lần nào cũng muốn xỉu không? Nước nào. Được rồi, được rồi chị. Vậy đó hả? Dạ. Rồi cái gì cũng cũng có tử vong hết trơn nên á. Dạ chị. Trời ơi, có khi muốn ở trên bệnh viện hai bà cháu chết mẹ rồi. Chứ khi trong mình không có 1.000 nữa rồi cái người ta thấy người ta thương cái người cho 200, 200 lúc không có tiền mua sữa đó người ta thấy gì ở bà nội sao không cho bé uống sữa, nó có tiền đâu mua. Rồi giờ ông nội nói bây giờ bà kiếm ai ở chảnh bà bán thẳng tôi đi tôi gửi tiền lên chứ giờ có tiền đâu gửi. Rồi mấy cô thấy gì mấy cô mới mua cho sữa vậy đó hả? Mua sữa rồi mua tả. Lúc muốn ngã quỵ luôn cô ơi, mà không biết làm sao. Gán đi chị ơi, thì cộng đồng cũng sẽ giúp thôi, bé nó dễ cương quá mà. Trời ơi, ngồi sáng đêm có thấy ai đổ bé không Ngọc? Thấy mặt không? Nhìn thấy cưng như vậy mà đành sao mà đành lòng mà cho được chàng ơi. Đổi đâu, biết là bị sốt quá, cũng gán mà nuôi nó. Nhìn thấy cưng lắm luôn á. Bị sốt quá đi xuống dưới mua thuốc thì sợ người ta không cho vô, người ta bấm cái gì đó vì sợ dịch bệnh hả? Không sợ là nó cách ly mình á, mình nuôi cháu không được á, tại mình ra ngoài lộ mình mới mua được. Dạ. Chứ còn trong đó là còn của mà bệnh nhi người ta đâu có bán thuốc mà người lớn đâu. Dạ. Không, có khi không có cơm có gạo ăn nó lên chở nó xin từ thiện, có khi không kịp đó, nó ở đằng coi máy nó đó đâu có dám bỏ nó, rồi có khi không có cơm ăn rồi người ta thấy gì người ta cũng cho mua cơm người ta cho ăn. Dạ. Cái mà ngồi suốt đâu biết ngày đêm gì, có cái bóng đèn sáng chân đâu biết ngày đêm đâu, có khi 2-3 giờ sáng mà bà kia nó bà nội sao không ăn cơm, nó ủa giờ này mấy giờ mà ăn cơm, trời ơi đợi 2-3 giờ rồi không nhớ ăn mà thấy nó tội nghiệp á, lúc mà nó đàm dướng đó nó thở hớt hớt vậy nè, mình đâu có dám bỏ nó, bỏ đi xuống cầu thang là tới lầu 4 chị anh đi xuống lâu lắm đó, rồi thang máy xuống dưới, thang máy dưới mình đi mua cơm mình phải đợi nên đâu dám bỏ. Dạ. Nhịn đói luôn. Nhịn đói có khi ngày ăn bữa cơm, có khi không ăn uống nước trà đường đó, gửi người ta mua bịch hộp trà đường, ly trà đường 12.000 đó, có khi ông không có tiền gửi lên đó, rồi có tiền đâu ăn, tiền đâu uống, xin cơm từ thiện là được rồi đó. Dạ. Rồi cũng nhờ người này người kia người ta cho ở trong phòng đó, người ta cho. Dạ, vậy mà nhờ nhỏ này nó cũng có phước, nhờ cha mẹ bỏ mà cũng có phước, người này kia thấy nó cưng á. Dạ. Kêu nó cừ à. Có bữa đó bà kia bà nuôi giáo bà nói tôi nuôi tháng mấy 2 tháng mà nó không cừ, mà sao con bà nuôi con cừ đi, cô cho con 200.000 rồi cái cừ với bà đòi bà luôn, rồi bà cho 500. Dạ. Rồi bà cho 500 rồi bà mua xuống dưới mua cặp gói ôm với gói nằm cho nó. Dạ. Vậy hôm nay em tới em thăm bé ha, thì dạ. Sau đó thì em thay mặt cái anh này bên nội ảnh trao tiền lì xì là 500.000 nha chị. Dạ, thì cho cô chú mà cho dĩ ơn nghĩa mấy cô chú không biết nào trả cho hết. Dạ. Thì sau cái clip này em hy vọng có mạnh thường quân nào giúp cháu. Dạ, thêm thì em sẽ tới em trao tiền thêm. Cảm ơn cô ha. Rất nhiều. Dạ. Chứ giờ cũng nhờ mấy cô chứ giờ hết biết đường binh. Vậy bây giờ là mình đợi đủ số tiền mình mới chuyển bé lên chảnh. Dạ, dạ. Chuyển ra đây mà chưa có tiền ăn nữa, chưa có biết ông tính hỏi mượn người kia mà không biết được không. Dạ.
Vậy thôi chị, em cũng chúc chị thật nhiều sức khỏe ha. Chị có sức khỏe thật nhiều để lo cho cháu. Mệt mỏi lắm. Dạ. Tôi chăn chó giờ tôi có chết rồi, ông gán ông nuôi nó. Rồi ông lo cho nó, cho hai đứa nó lên người đi rồi ông không có vợ. Giờ tôi đuối dữ lắm. Dạ vậy thôi em xin phép chị em về nha. Cảm ơn cô ở dưới, cảm ơn cô chú mà giúp đỡ cho hai bà cháu, tôi cảm ơn rất nhiều. Dạ dạ. Dạ.